và sau trận đánh của phi công vũ trụ gia cất cánh từ sân bay Anh Sơn, bắn tự thương một chiếc B-52 ngày 20 tháng 9 năm 1971 trên vùng trời đường chín giờ sáng. Cái này phải nói với các đồng chí thế này, đồng chí vạn dạ, đồng chí vũ trụ gia vẫn được không? Thế nhưng mà tại sao đồng chí vũ trụ gia dẫn ra và một cái đường lớn như thế mà là chỉ có phóng một quả tên lửa? Thì lúc đó là bộ tư lệnh binh chủng và nghĩ rằng là F-4 địch thì rất được lực lượng từ đường chín khe xanh là trở về hạ cánh ở sân bay Anh Sơn trước hạ, và trên đường đi có khả năng gặp F-4 phải chiến đấu với nó. Cho nên là bộ tư lệnh binh chủng giao cho anh gặp được thì anh chỉ được không một quả tên lửa, còn một quả tên lửa anh đề phòng gặp F-4 gặp được anh là anh chiến đấu. Thời kỳ đó tôi cùng với anh Trần Mạnh bàn với nhau để giao nhiệm vụ cho anh Vũ Đình Dạ như thế, cho nên Vũ Đình Dạ chỉ bắn một quả tên lửa, tôi còn mang cả quả tên lửa. Nhưng lúc về thì chỉ gắn vô, tôi bảo Vũ là mình chơi có một quả B-52 mà có một quả vào cái máy bay này, cái cùng mà tầm bốn cái cùng động cơ hai cái một thì nó chỉ tắt cái máy bay đi xong nó có thể như thế này, nó lắc la lắc lư không về thì khai đàn hạ cánh công việc không bao giờ đầy được. Thì lúc đó từ đó kết luận là từ về sau em phản quân để đi đánh là cứ phải uống hết hai cái, tức là cứ phải thổi hai quả tên lửa không bao giờ về. Lúc ấy tỉnh ngộ ra cứ phải ra lúc ấy chưa hình dung được cái đó là Thank you.